Sáng nay, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sau 12 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phan Xào Nam huy động được trên 127 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tự nguyện hiến gần 5.000 m2 đất ở, hơn 25.000 m2 đất nông nghiệp. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã liên thôn được cứng hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,66%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. 4 trên 4 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa, đời sống vật chất, văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất, xã Phan Xào Nam chuyển đổi được 280 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây vải trứng, trong đó 80 ha được chứng nhận Việt Gáp. Sản phẩm vải trứng của hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến được xếp hạng ô cốp 4 sao. Vốn là một xã nông nghiệp có một cái lợi thế rất lớn là có cây vải trứng. Đến khi mà cây vải trứng này được công nhận là cái sản phẩm đặc sản của Hưng Yên, cán bộ và nhân dân Phan Xào Nam quyết định là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về mô hình tổ chức sản xuất. Chính vì có cái sản xuất vải trứng nó đạt được cái năng suất và chất lượng rất cao và tiêu thụ được, nên như vậy là thu nhập của người dân tăng lên rất nhiều.